Tại bán đảo Sơn Trà, tình trạng người dân cho khỉ ăn đã làm mất dần bản năng kiếm ăn tự nhiên và điều này gây khó khăn cho công tác quản lý cũng như bảo tồn đa dạng sinh học tại bán đảo Sơn Trà. Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng đã triển khai lực lượng thường xuyên tuyên truyền cho người dân và du khách, tuy nhiên tình trạng trên vẫn không chuyển biến. Theo Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng, hiện tượng khỉ xuống đường chờ thức ăn đã diễn ra cách đây 2 năm, ban đầu là xuất hiện tại các chùa miếu trên bán đảo. Thói quen này đã trở thành tập quán sinh hoạt khi người dân và khách du lịch hiếu kỳ cung cấp thức ăn cho bầy khỉ. Điều này không chỉ làm mất đi bản năng sinh trưởng mà còn tăng nguy cơ lây lan các loại dịch bệnh. Khi mà những cái tiếp xúc va chạm như thế thì nó cũng dễ gây ra những tai nạn trầy xước, mà ở đó thì có thể nguy cơ tiềm ẩn những cái bệnh dịch bệnh từ động vật qua người cũng như người qua động vật. Để bảo vệ đàn khỉ trước những tác động của con người, các ngành chức năng đã bố trí lực lượng chủ yếu nhắc nhở khuyến cáo người dân không nên xem đây là một hoạt động mang tính giải trí hoặc tiêu khiển. Còn về những giải pháp mạnh hơn thì cũng chưa có quy định nào được đề cập đến. Những cái vi phạm về ví dụ như là ngược đãi động vật, bắt săn bắt trái phép thì có những biện pháp chế tài. Tuy nhiên cái việc mà cho khỉ ăn, cho khỉ uống tình thường như cho trái cây như thế này thì là không được quy định trong các hàng rào pháp lý. Cho nên việc này cũng gây cản trở cho việc mà chúng tôi đảm bảo công tác an ninh trật tự an toàn cũng như đảm bảo một môi trường du lịch an toàn cho du khách ở bán đảo Sơn Trà. Theo thống kê, có khoảng 200 cá thể khỉ thường xuyên xuống nhận thức ăn tại 4 điểm dọc đường lên bán đảo, chủ yếu là khỉ chưa trưởng thành. Động vật hoang dã cần có môi trường sống tự nhiên phù hợp với tập quán sinh trưởng của loài, khỉ cũng không ngoại lệ. Vì vậy, các đơn vị chức năng và chính quyền cần sớm có giải pháp để trả đàn khỉ Sơn Trà về với cuộc sống vốn có của mình.